Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ Nguyễn Đức Chung, đảng trưởng bắt anh hùng, đồng chí tranh ghế bộ. Tối ngày 28 tháng 8 năm 2020, lúc 19 giờ 25 phút, cán bộ điều tra và đại diện Viện Kiểm soát tối cao cùng lúc khám xét nhà riêng của ông Chung trên phố Trung Liệt và nơi làm việc trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Đức Chung không xuất hiện ở cả hai địa điểm này. Báo Việt Nam Express đã đưa ra nhận xét như vậy. Và việc khám xét ở chỗ vắng mặt ông Nguyễn Đức Chung được các luật sư nhận định là chưa đúng theo luật tố tụng hình sự. Hơn nữa, chưa có tấm ảnh nào chụp hình ông Chung sau khi bị khởi tố bắt giam nên có nhiều dư luận dị nghị. Đây là hình ảnh nhiều cảnh sát mặc quân phục, thường phục và cả đại diện Viện Kiểm sát có mặt tại buổi khám xét nhà ông Nguyễn Đức Chung lúc 19 giờ 20 phút. Thậm chí có người cho rằng sự vắng mặt của ông Chung cũng như không có hình ảnh nào trên báo chí củng cố giả thiết rằng ông Chung đã bị đầu độc trước đó. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán. Các luật sư dẫn chứng điều 195 Bộ Luật Hình sự Việt Nam quy định rằng khi khám xét chỗ ở thì phải có mặt người đó hoặc người từ đủ 18 tuổi trở lên cùng ở đó, có đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn và người chứng kiến, không được bắt đầu việc khám xét chỗ ở vào ban đêm, trừ trường hợp khẩn cấp nhưng phải ghi rõ lý do vào biên bản. Trước các thông tin về ông Chung có vấn đề về sức khỏe, Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an cho hay, khi nhà chức trách tống đạt các quyết định tố tụng, ông Chung không có biểu hiện bất thường, ông Chung hiện sức khỏe bình thường, ông nói. Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, 53 tuổi, đến làm việc tại Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an và lệnh bắt được công bố ở đây chiều ngày 28 tháng 8. Ông Chung cũng từng hai lần sang Pháp phẫu thuật vào năm 2015 và 2016 do polyp sát trực tràng và liên quan đến phổi. Từ 11 tháng 8 khi bị Thủ tướng đình chỉ chức vụ 90 ngày, ông Chung thường xuyên có mặt tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để giải quyết một số công việc còn lại và làm việc với cơ quan điều tra liên quan 3 vụ án, đại diện Bộ Công an cho biết. Blogger Bùi Thanh Hiếu cho rằng báo chí được định hướng nên không đáng tin. Ông đặt câu hỏi như sau. Tại sao phải kể ông Chung mấy ngày gần đây đi làm bình thường bằng xe công vụ đến ủy ban khi mà ông Chung đã bị cách hết mọi chức vụ, xe công vụ còn đưa đón đến trụ sở làm gì? Và phải chăng đưa tin thế để xóa tin đồn ông Chung đang phải nằm viện? Và các phóng viên gặp ông ở Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phải có giấy phép công tác, nghiệp vụ gì, phải được ủy ban đồng ý. Vậy nhiệm vụ họ gặp ông Chung là gì? Phỏng vấn và ghi hình, vậy bài và hình ảnh hôm đó đâu? Nhưng câu hỏi của ông Bùi Thanh Hiếu, tức blogger Người Buôn Gió, vẫn chưa có lời giải đáp, vì đến nay chưa có ai thấy hình ảnh ông Chung bị bắt như những vụ án khác. Đây là hình ảnh người dân Hà Nội đang bu kín ven đường trước nhà ông Nguyễn Đức Chung để quay phim, chụp ảnh. Báo trong nước cũng mô tả rằng tối ngày 28 tháng 8 năm 2020, có hai ô tô biển xanh chở 3 cán bộ thuộc Cơ quan An ninh Điều tra, một đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và khoảng 5 người mặc thường phục đến khám xét chỗ ở của nhà ông Chung tại số 88 Trung Liệt. Sau 2 giờ làm việc, cơ quan tố tụng rời ngôi nhà này và mang theo nhiều thùng tài liệu niêm phong. Trên Facebook, Lê Nguyễn Hương Trà có thêm thông tin cập nhật như sau. Như từng nói, sau khi Chủ tịch Chung bị đình chỉ 3 tháng, đã có không ít người đặt câu hỏi vì sao ông này bị hạ, ông kia có vẻ không sao, ví như các lãnh đạo Bắc Ninh hoặc Thái Bình mới đây chẳng hạn. Ở trường hợp của ông Chung có phải vì đụng phe trong Bộ Công an, cụ thể ở đây là Tướng Ngọc từng là phó của ông Chung khi còn Giám đốc Công an Hà Nội hay không? Tướng Ngọc chính là người chỉ đạo trực tiếp vụ Nhật Cường. Không chỉ có Tướng Ngọc, cả Bộ Công an cũng nhiều người không ưa ông Chung ra mặt. Chưa hết, việc ông Chung được cho là một trong các ứng viên của ghế Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ tới. Cùng lúc đó, ông Phan Đình Trạc cũng nhằm nhe chiếc ghế này đã khiến ông Chung trở thành đối thủ. Bà Lê Nguyễn Hương Trà cũng nêu nghi vấn như vậy. Báo Dân Việt dẫn lời một lãnh đạo của Bộ Công an cho biết, trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an đã khởi tố ông Nguyễn Đức Chung về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Nhưng chưa thể nói ông Chung có hành vi chiếm đoạt những tài liệu bí mật nào. Cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Đức Chung có liên quan đến 3 vụ án. Đây là hình ảnh cơ quan điều tra đưa các thùng tài liệu sau khi khám xét rời nhà ông Chung. Thứ nhất là vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu xây dựng hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Thứ hai là vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra tại thành phố Hà Nội. Và thứ ba là vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước liên quan đến vụ chiếm đoạt tài liệu bí mật trong vụ án công ty Nhật Cường do cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra. Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Anh Ngọc, sinh năm 1974, nghề nghiệp Phó trưởng phòng thư ký biên tập Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Báo chí cũng đưa lại những câu chuyện đặc biệt về ông Nguyễn Đức Trung như sau. Tôi đã thống kê hơn 180 quán bia vỉa hè thì có trên 150 quán bia có công an đứng đằng sau. Hay có bí thư quận, chủ tịch quận ngồi đây dám cam đoan với tôi là các điểm trông giữ xe dưới phường không có người nhà hay không? Đó là phát ngôn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung vào ngày 4 tháng 3 năm 2017 trong một hội nghị về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị với đầy đủ văn võ bá quan, quận huyện, phường xã, nhưng không ai trả lời câu hỏi của ông Trung cả. Và chính Chủ tịch Trung đã tự trả lời, tôi xin nói các đồng chí là có cả. Các đồng chí phải quán triệt, về bảo người nhà thôi đi thì sẽ đỡ đi rất nhiều. Còn nếu lần này không làm, tôi sẽ chỉ rõ chỗ nào bí thư quận nào, chỗ nào chủ tịch, chỗ nào trưởng phường, kể cả lãnh đạo sở cũng có. Thế rồi Hà Nội ra quân, thế rồi đâu lại vào đó. Và lời tuyên chiến của Chủ tịch Nguyễn Đức Trung và 150 trên tổng số 180 quán bia được chống lưng và lợi ích nhóm ở vỉa hè cũng như sự thảm hại của chiến dịch đòi vỉa hè lại cho người dân chỉ được nhắc lại khi có chuyện. Đây là hình ảnh Thiếu tướng Nguyễn Đức Trung khi ấy là Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tại phiên thảo luận về Bộ Luật Hình sự sửa đổi chiều ngày 26 tháng 5 năm 2015 đưa ra quan điểm không có lý do gì lại không tử hình tội phạm tham nhũng. Người nghèo đi buôn ma túy bị lãnh án tử hình, không có cớ gì người có chức vụ, kiến thức mà tham ô, tham nhũng lại không bị tử hình. Người có học hàm, am hiểu pháp luật, được giáo dục, lại tham ô, tham nhũng mà thoát được án tử hình thì điều đó không được công bằng ở đây. Đó cũng là câu nói nổi tiếng của ông Nguyễn Đức Trung, nhưng Quốc hội khi ấy đã không ủng hộ. Và hôm nay cũng tràn ngập khắp nơi là những câu chuyện cũ như cắt cỏ đại lộ Thăng Long hết 53 tỷ đồng hoặc là trồng 1 triệu cây xanh, cho đến chuyện nhập xe quét rác và tất nhiên cả việc làm sạch sông Tô Lịch bằng hóa chất nhập độc quyền. Trong nhiệm kỳ của ông Nguyễn Đức Trung làm Chủ tịch thành phố Hà Nội trồng mới hơn 1 triệu cây xanh. Nhiều tuyến đường đại lộ trước đó chỉ lác đác cây xanh như Võ Nguyên Giáp, đường đi sân bay Nội Bài hoặc Võ Văn Kiệt, đại lộ Thăng Long. Nay hai bên đường đã rợp bóng cây xanh. Thậm chí nhiều tuyến đường trong nội đô như xã Đàn, Giải Phóng, Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn cũng được trồng mới nhiều cây xanh trong các năm qua. Cái gì làm được cho dân, dân đều biết cả. Cái gì là món nợ thì vẫn là món nợ, cũng như cái sai thì phải chịu trách nhiệm, đó là lẽ công bằng. Nhà báo Đoàn Kiên Giang đã bày tỏ sự nuối tiếc cho vị tướng Nguyễn Đức Trung và liệt kê thành tích của ông Trung trong 4 vụ án mà ông dùng từ hiền thoại. Thứ nhất là vụ án ma túy Siêm Phanh, Vũ Xuân Trường. Nguyễn Đức Trung khi đó là đội phó đội điều tra trọng án Phòng Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội, đơn vị trực tiếp điều tra phá án. Thứ hai là vụ sát hại cả gia đình ở tiệm vàng Kim Sinh, Hà Nội. Ông Nguyễn Đức Trung khi đó là đội trưởng đội điều tra trọng án đã trực tiếp đi truy bắt các đối tượng gây án ở Hà Nam. Và thứ ba là vụ án Nguyễn Đức Nghĩa cắt đầu người tình. Đây là chiến công đặc biệt của Công an Hà Nội khi vụ án được phá trong vài ngày với sự chỉ đạo trực tiếp của Nguyễn Đức Trung khi đó là Phó trưởng phòng PC45 Công an Hà Nội. Và thứ tư là vụ bắt cóc con tin ở Thanh Xuân. Tướng Trung, giám đốc Công an Hà Nội khi ấy đã 4 lần gọi điện nói chuyện khuyên nhủ hung thủ. Và sau đó, một mình ông đã lên phòng nơi hung thủ đang khống chế 4 con tin. Sau 10 phút nói chuyện, hung thủ đã đồng ý thả con tin đi theo tướng Trung lên xe ô tô của ông về cơ quan điều tra. 4 nạn nhân đã được bảo toàn mạng sống. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Trung bên trái cùng cán bộ Công an Hà Nội dẫn giải nghi phạm khống chế con tin ở Thanh Xuân vào năm 2014. Facebook Bùi Văn Thuận đã nhận định rằng anh Trung thấy vậy nhưng cũng có chuẩn bị hậu sự. Thứ nhất là thằng con trai là Nguyễn Đức Hạnh đã đi Mỹ từ lâu, đợt dịch vừa rồi cũng không làm cột điện chạy về như lời Thủ tướng, Hạnh cứ ở bên đế quốc éo thèm về, ông nói. Và thứ hai là chị Hoa, vợ anh Trung cũng đi nước ngoài mấy ngày không về rồi, tình hình này có lẽ Trung con biết trước nên đã cho vợ con ôm tài sản chuồn bay cao. Thứ ba là xin một lần nữa nhắc lại, vụ khủng bố và gây bạo động tội ác ở Đồng Tâm không phải là lỗi của ông Trung. Trước khi đảng ta tiến hành vụ khủng bố nhóm vào Đồng Tâm, anh Trung đã bị tước hết mọi quyền hành. Và vụ khủng bố ở Đồng Tâm là quyết định của tầm cao hơn anh Trung con, tức là Bộ Chính trị, Bộ Công an, nơi mà ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm phải là những kẻ cầm đầu gây ra tội ác ở Đồng Tâm. Không có ý binh vực anh Trung con, nhưng nếu để những kẻ đầu sỏ gây ra tội ác ung dung mỉm cười
đổi hết tội nợ lên đầu anh Trung là không được. Nếu mọi tội ác trong vụ khủng bố ở Đồng Tâm bị quy chụp hết lên đầu anh Trung, bọn chủ mưu gây ra tội ác sẽ rất mừng, chúng sẽ rung đùi và cười nhạo. Và tiếp theo là tin đồn ông Nguyễn Đức Trung có bổ nhí là cô MC biên tập viên nào đó có con nhỏ mới sinh chưa đầy năm. Tin này mới chỉ dạng 50-50, chưa đủ để khẳng định có hay không. Cũng chủ đề về Đồng Tâm với ông Nguyễn Đức Trung, Facebook Bùi Văn Thuận viết từ ngày 30 tháng 12 năm 2019, tức 10 ngày trước vụ khủng bố ở Đồng Tâm diễn ra, mang tựa đề Đồng Tâm và sới trọi ở Hà Nội. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Nguyễn Đức Trung trực tiếp về làng Hoành Đồng Tâm giải quyết vụ xung đột năm 2017. Thứ nhất, anh Trung đã tứ bề thọ địch. Vụ Nhật Cường như nhát chém chí mạng trước khi kết liễu. Anh Trung đã hết cửa trong đại hội lần thứ 13 sắp tới. May mắn thì chờ hưu, không lo lót phe cánh mạnh hơn, Trung con sẽ thành củi. Thứ hai là vụ nước sông Đà, sông Đuống. Theo nguồn tin nội bộ thì Bộ Công an đang điều tra, tuy nhiên không có vụ sông Đuống, anh Trung vẫn toang như thường. Và thứ ba là nước sông Đuống còn nhiều thứ hay ho khác nữa, tuy nhiên chưa thể nói ra lúc này, rất có thể một ngân hàng nào đó sẽ đứng ra bảo lãnh cho vay và điều hành phi vụ này. Cũng nhà bình luận này nói thêm, đã có thông tin chị Hoa và anh Trung sẽ bị anh Ngọc C03 giờ tới trong tháng 1 năm 2020. Đây mới chỉ là tin đồn, phải chờ xem các vụ lo lót ăn chia đấu đá tiếp theo sẽ diễn biến thế nào. Và thứ năm, theo tin từ quần chúng nhân dân, anh Trung sống ở đồng đảng đàn em rất không bình thường, nên đàn em phản đối rất nhiều. Và đơn cử như vụ xung đuống, anh Trung đã đổ lỗi cho cấp dưới, ngay lập tức cấp dưới anh Trung tung cả đống tài liệu cho báo chí, đủ viết cả vài tháng với đống tài liệu này. Thứ sáu là vụ Đồng Tâm. Hiện Đồng Tâm do thanh tra chính phủ làm, anh Trung không còn quyền hành gì nữa. Và băng đảng chống anh Trung hiện lợi dụng việc này để đổ lỗi, tức là cứ đưa quân về cướp đất Đồng Tâm, tội nợ, tiếng xấu, căm thù của dân sẽ đổ hết lên đầu Trung con. Bọn cướp đất cũng là phe đánh anh Trung quá cao tay, vừa ăn cướp để thằng khác chịu tội và chịu áp lực dư luận thay. Và cập nhật thêm, Trung con xuất thân từ công an, nhưng hiện nay khi hỏi thăm động tĩnh đều bị đồng đảng, đồng đội, đồng chí trong ngành công an né như né hổi, tủi nhục lắm. Facebook Bùi Văn Thuận đã đưa ra nhận định của mình như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2020 với bản tin Vụ Nguyễn Đức Trung, đảng trưởng bắt anh hùng, đồng chí tranh ghế bộ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.